Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024 thì uh, chiều ngày hôm qua là ngày mùng 4 tháng 9 thì bên shop em có về được uh, 6 chiếc đầu DAC giải mã độc lập 32 bit và giải mã DSD và 6 chiếc này thì gồm có những hãng như là Đờ này, của Tech này và của Onkyo và để vào phần uh, chi tiết 6 cái chiếc đầu DAC này thì uh, em vẫn làm cái chương trình đoán 3 số đầu của cái tờ tiền thì các bác sẽ bình luận cho em 3 số đầu từ 500 lên tới 999 vào cái video này. Thứ hai cho em xin nút like video và thứ ba các bác bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng review chi tiết và báo giá công khai cho các bác về những chiếc đầu DAC đang có mặt tại shop em ngày hôm nay. Thì phần quà nó là một chiếc DAC của Soli, một cái đèn nét nháy theo nhạc như thế này. Đấy là hai cái phần quà dành cho các bác và kèm theo con DAC này thì nó kèm theo cái nguồn adapter nữa các bác nhé Đấy. Và đây là cái tờ tiền em đã che đi ba số đầu. Đấy, thì các bác sẽ bình luận cho em ba số đầu từ 500 lên tới 999 vào cái video này. Thì cái số điện thoại hotline duy nhất bên em ở góc bên trái màn hình như mọi ngày là 0966723489 và em tên là Dũng. Thì đây là những cái món hàng bên em ship máy bay từ bên Nhật về hàng bên em thì một trăm là bên em bán hàng ship máy bay từ bên nhật về đây là những cái thùng hàng và những cái số hai hai hay là bốn bốn hay là bốn năm đấy là những cái số cân từ bên nhật về và thùng bên em thì nó có hóa đơn tem các thứ này đấy, tem cờ các thứ từ bên nhật về đầy đủ hết các bác nhé và bây giờ thì em xin phép các bác là em sẽ khui nhanh sáu cái món hàng này ra và em sẽ bắt đầu em sẽ review chi tiết cho các bác từng món một ạ à. Vâng thì em đã khui uh, 6 chiếc đầu DAC này ra thì uh, trong đó nó có hai chiếc đầu uh, lông DA300 USB máy về full phụ kiện gồm có nguồn adapter và cái giá để đứng và một chiếc uh, DAC UD301 con này thì là máy màu đạc bạc full thùng xốp và hai chiếc DAC Onkyo một 1000 và một chiếc DAC Tech UD501 mẫu cao cấp hơn mẫu 301 và để phần chi tiết bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến các bác hai chiếc đầu DAC ngon bổ rẻ thì hai chiếc này thì nó là hai chiếc đờ nông DA300 USB, hai con này là hai con uh, giải mã 32 bit và DSD. Phụ kiện thì nó gồm có hai cái nguồn adapter về đi theo máy này. Và hai cái nguồn adapter này thì các bác có thể cắm được từ 100 đến 240V nhá. Đấy, hai cái nguồn adapter zin này. Hai cái giá để uh, để đứng này, các bác thích để đứng không bác để nằm như thế này cũng được này. Và hai con này thì cũng máy về trong tình trạng đẹp như mới ạ Đẹp xuất sắc cũng là lâu lắm rồi bên em cũng chưa về hai cái mẫu này cũng phải hơn tháng rồi rất đẹp mặt máy đây hai con này thì màn hình sáng các bác nhé không bị mờ cũng như là không bị mất nét không bị mờ cũng như không bị mất nét và đằng sau máy đây em sẽ quay các cổng đằng sau và hai con này thì có gồm có hai đường quang vào một đường giải mã từ máy tính USB DAC, một đường cocean đồng trục và con này thì được sản xuất vào năm 2015. Có số seri là 4 số cuối là 6504. Đây là cái đường um, Avera và đây là dùng nguồn DC 15V trên 1A, máy được lắp ráp tại Trung Quốc. Đây là con này là con um, Onkyo, à con DAC lông DA300 USB. Con này thì cũng là một con này, cũng rất đẹp nha. Đấy. Và em sẽ quay cái thông số đằng sau luôn cho các bác này. Con này thì được sản xuất vào năm 2014 có số series bốn số cuối là 0255. Cũng gồm có hai đường quang, một đường cosine đồng trục, một đường giải mã máy tính và một đường AV ra Và đặc biệt thì um, riêng cái mẫu lông DA300 này thì ngoài cái suất âm đường AV đằng sau ra thì con này đằng trước thì nó có suất âm cả đường 6 ly nhá. Đấy, 6 ly chỉnh cái đường 6 ly này chỉnh được cả volume. Đấy và hai con này thì em cũng xin phép là em bán là 5 triệu hai một chiếc các bác nhé 5 triệu hai một chiếc Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác và máy bán ra thì bên em sẽ tặng cho các bác là một uh, dây AV một dây quang Đấy, thì phụ kiện của nó đây và vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng nối một đổi một rất đẹp Đấy. hai chiếc đờ lông DA300 USB mẫu giải mã 32 bit và DSD. Tiếp đến nữa là một mẫu Tech UD301. Đấy mẫu này thì máy về trong tình trạng là full thùng xốp Phụ kiện của nó thì sách hướng dẫn đây ạ. Dây nguồn này. Và con này thì cái thông số kỹ thuật của nó thì em phải dựng cái máy lên thì mới cho các bác biết được. Con này thì được sản xuất vào năm 2019. Điện 100V 50 trên 60 hạt 10W máy được lắp ráp tại Trung Quốc và số seri là 1950091. Đấy. Này, rất đẹp các bác nhé Rất đẹp ạ. Và đây là cái số seri của thùng đây bác nhá. 1950091 máy và thùng là trùng seri. Và S đây, bản này là bản silver UD301 SB trên S, S là silver là màu bạc. Đấy. Con này rất đẹp nguyên tem Hyred Audio dán trên mặt máy này. Rất đẹp. Đằng trước đây. Thì hôm nọ em cũng giới thiệu đến các bác một phiên bản màu đen. Cũng là Tech UD301 không có thùng. Thì hôm nay thì sáng hôm nay thì em cũng bán đi cho một bác khách ở Lào Cai rồi. Còn con này thì vừa về chiều ngày hôm qua. Phiên bản màu bạc full thùng xốp. Thùng của nó rất đẹp này. Đấy. Ngoài ra thì con này thì có chức năng là chỉnh volume to nhỏ này. Đằng sau có hai đường ra đây là những cái phím bấm của nó máy đẹp như mới luôn ạ em quay đằng sau cho các bác này con này thì là hai đường ra cùng một nút đường av và đường ca lông và có chức năng chỉnh volume đây, các bác gạt sang variable thì các bác sẽ chỉnh được volume đằng trước còn các bác mà gạt sang pixel thì là âm thanh mặc định ra của đầu rất đẹp đường vào thì nó gồm có một đường quang từ máy đường quang này một đường đồng trục này và một đường USB giải mã máy tính dùng rắc nguồn 3 chân Đấy. con này thì uh, máy full thùng xốp thì uh, con này em cũng xin phép em bán cho các bác là 8 triệu 300 nghìn đồng các bác nhé 8 triệu 300 nghìn đồng Đấy, máy full thùng xốp tặng cho các bác là một dây quang một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng mỗi lúc một đổi một đấy là con Tech UD301 máy phun thùng xốp đẹp như mới ạ tiếp đến nữa là một chiếc uh, DAC cũng là của Tech, như con này là con Tech ud 501 Con này thì uh, đời nó thì nó nó cao hơn. Đấy. Con này thì máy màu đen và con này thì size nó to hơn con size 301. Đấy, cũng rất đẹp này. Cũng nguyên tem Hinet giá mặt máy này, có màn hình hiển thị này, có các cổng như là gồm có hai đường quang, một đường USB và hai đường đồng trục này. Đấy. Con này thì máy nó về không có thùng, nó chỉ có dây nguồn và sách hướng dẫn đây sách hướng dẫn zin tiếng nhật đấy là hai cái phụ kiện về đi theo con Tech ud năm một rất đẹp hai bên hông máy này rất đẹp model này thì bên shop em cũng bán rất nhiều rồi và con này thì nó có cái số series là 021046 sản xuất năm 2014 dùng rắc nguồn ba chân đây là hai đường quang này đây là hai đường đồng trục này đây là đường máy tính này đây là đường ca lông và đường hoa sen ra này Đấy. và đây là nắp lưng trên con này thì phiên bản màu đen và con này thì em sẽ quay cho các bác này máy rất đẹp nha. con này đây điện 100V 50 trên 60 hạt 13W máy được lắp ráp tại Trung Quốc và tất cả những cái mẫu DAC của Tech này đều được lắp ráp tại Trung Quốc các bác nhé nên là các bác lưu ý chị em Chứ các bác mà đòi uh, sản xuất tại Nhật là em không có đâu bởi vì hãng nó không sản xuất tại Nhật đấy và cái volume này là cái volume để các bác chỉnh uh, khi các bác chỉnh uh, cắm nỗ phone đây nó có volume phone never đây đấy. con này thì uh, nó không chỉnh được volume âm thanh của nó mặc định ra của đầu đấy. rất đẹp Tech ud501 mẫu này thì uh, nó sử dụng hai con chip uh, PCM1795 và hai con Oppamo 8920 cho chất âm của nó cực kỳ hay và chi tiết Và à, hai con tech UD501 Và con à, UD301 kia Thì đều là giải mã 32 bit Và là giải mã DSD DSD từ 2.8 đến 5.6 MHZ Còn tần số giải mã 32 bit Là từ 44.1 lên tới 192 KHZ À 384 KHZ các bác nhé Đấy. Rất đẹp à. Tất cả máy móc bên em Thì các bác yên tâm về là nguyên bản 100% con này thì đẹp xuất sắc và con uh, tech ud 501 này thì con này em cũng xin phép em bán là uh, con này làm 10 triệu các bác nhé Đấy, con này 10 triệu giá cũng cực kỳ tốt cho các bác chơi và model này thì bên em vẫn tặng cho các bác là một uh, dây quang một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng nỗi một đổi một Đấy, thì các bác mà cần có ảnh chi tiết thì các bác cứ liên hệ cái số Zalo ở góc màn hình bên trái các bác nhé nhưng mọi ngày thì bên em vẫn hiển thị cái số điện thoại của em, em tên là Dũng. Tách UD 501. Đẹp như mới ạ. Tiếp theo nữa là hai con DAC Onkyo DAC 1000. Thì đợt này thì do cái vận chuyển thì một con thì nó bị cấn ở chỗ này, Nên nó cấn một tí thôi. Nên một cấn tí chỗ này thôi. Còn đâu là đẹp xuất sắc. Còn cái con bên phải màn hình của các bác đây thì là đẹp xuất sắc rồi. Đấy. Hai model này thì là hai model giải mã 32 bit mặt phay nhôm màu bạc. rất đẹp. còn bên trái màn hình các bác thì duy nhất bị cấn cái này thôi. Còn nắp nâng của hai con này thì không bị móp méo gì cả. hai con rất đẹp. Và hai con này thì váy về cũng gồm có hai dây nguồn này và nó chỉ có một cuốn sách hướng dẫn thôi, sách zin nhé không phải sách photo các bác nhé Và em sẽ đọc cái thông số kỹ thuật đây. Cái con mà nó bị uh, cấn thì nó có số seri là 20355 đuôi. Đây. Đấy, nó bị cấn một tí chỗ này thôi. Rất chi là tiếc một con màn hình, một con DAC cực kỳ đẹp. Đấy. Còn cái con đẹp xuất sắc thì nó có số seri đuôi là 0121. Đấy, 20121. Thì uh, hai con này thì đều được uh, lắp ráp tại Malaysia, gồm có hai đường quang vào. Hai đường đồng trục vào Một đường IS trên EBU, Một đường máy tính và một đường qua ngao Và đặc biệt con này cũng có hai đường ra cùng một nút Đường lông và đường Hoa Sen Sử dụng là điện 100V 50 trên 60 hẹp Máy được lắp ráp tại Malaysia 15W Con bên này cũng vậy Cũng là 15W Đấy. Thì uh, hai model này thì um, Cũng đợt này thì cũng cực kỳ ít các bác nhé Cũng phải thỉnh thoảng là Một hai tháng thì mới về được có một hai chiếc Đấy thì đợt này bên em về được hai chiếc đẹp xuất sắc mua bên nhật đẹp xuất sắc nhưng về một con thì do cái vận chuyển đường máy bay chắc là do cái nhân viên uh, uh, nhận hàng ở bên máy bay nó ném nên là bị cấn một tí góc chỗ này thôi Đấy, còn đầu thì hai con này thì đẹp xuất sắc còn uh, bác nào mà cần có ảnh chi tiết của hai con này thì em cũng đã có rồi các bác nhá các bác cứ liên hệ với em em sẽ gửi chi tiết cho các bác thì bây giờ em sẽ báo giá hai con này thì cái con đẹp xuất sắc như thế này các bác nhé Con này thì em bán là 8 triệu 500 nghìn đồng Đấy, Đẹp xuất sắc 8 triệu 500 nghìn đồng Kèm có dây nguồn, có sách hướng dẫn Tặng cho các bác là một dây quang và một dây AV Và vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng nối 1 đổi 1 Còn cái con mà nó bị cấn như thế này Đấy con này thì thôi em nói thẳng luôn Con này thì à, em xác định Em bán nỗ rồi Đấy. Con này thì em bán là 7 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé Cũng tặng cho các bác dây quang và cũng tặng cho các bác một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng nối một đổi một đấy là hai mô đen một con 8 triệu rưỡi một con bị cấn như này thì sẽ rẻ hơn một triệu đấy bác nào mà không quan trọng về hình thức thì các bác chơi con này thì cực kỳ ok và thực sự thì khi các bác nhìn xa ra thì nó cũng không có vết đâu các bác nhé đấy cũng rất đẹp nhé chẳng qua thì à, em bán hàng thì hình thức như nào thì em phải nói thật với các bác còn máy móc bên trong hai con này thì à, tất cả những cái hàng bên em về thì em cũng khẳng định luôn là dinh nguyên bản 100% trăm Đấy. thì um, hôm nay thì em sẽ báo giá như vậy còn ngày mai thì em sẽ lên sóng review chi tiết về hai con này để cho các bác uh, biết được cái ruột gan của hai con này như thế nào Mặc dù nó chỉ bị một cái nỗi duy nhất nhỏ như thế này thôi Đấy, cái vết cấn như thế này thì các bác cần model đen nào thì các bác cứ liên hệ với em nhé Thì uh, hôm nay thì uh, ngày mùng 5 tháng 9 là ngày khai giảng của các em học sinh thế nên là em cũng xin phép là em sẽ lên video ngắn như này báo giá chi tiết Đấy. thì hôm nay em cũng sẽ phải đưa hai thằng cu đi um, à, khai giảng. Đấy thì uh, một lần nữa thì uh, em cũng uh, xin uh, chân thành cảm ơn các bác trong suốt thời gian qua các bác đã luôn ủng hộ hàng hóa bên em và một lần nữa thì em cũng xin uh, chân thành cảm ơn các bác vào mỗi buổi trưa hàng ngày các bác đã dành ra một chút thời gian nho nhỏ hơn chục phút và các bác để các bác xem cái video lên sóng hàng ngày bên em và coi như các bác xem và các bác đã đoán trò chơi và các bác ấn like video là coi như các bác đã ủng hộ em rồi. Còn bác nào mà thấy món nào ưng thì các bác cứ liên hệ với em và các bác ưng hoặc các bác cần tư vấn về những chiếc DAC thì các bác cứ liên hệ với em nhé. Em sẽ tư vấn miễn phí cho các bác và phối ghép cho các bác để các bác làm sao mà có một chiếc đầu DAC ưng ý hoặc một bộ dàn mini hay nhất cho các bác để các bác chơi làm sao hợp với túi tiền hợp với cái bộ dàn và hợp với các chức năng mà các bác yêu cầu mà giá thành nó vừa phải và một lần nữa thì em Dũng xin chân thành cảm ơn các bác chúc các bác một ngày tốt này gặp nhiều may mắn và gặp nhiều bình an hạnh phúc và em Dũng xin chân thành cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác vào video ngày trưa mai thì uh, video ngày trưa mai thì em sẽ review về hai chiếc đầu uh, onkyo dac 1000 này các bác nhé đấy